mái tóc đẹp sẽ mang đến một diện mạo mới mẻ và tự tin. Đó là lý do vì sao mái tóc luôn được chị em chú ý chăm chút hàng đầu. Hiểu được lý do đó, ngày 1 tháng 4 năm 2014, tại khách sạn Sheraton Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Trà Giang đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu Framesi, một trong những thương hiệu chăm sóc tóc lâu đời và nổi tiếng nhất tại Ý. Ra mắt từ năm 1945, Framesi đã nhanh chóng trở thành công ty hàng đầu tại Ý. Với sự đam mê không ngừng, sau gần 70 năm ra mắt, Framesi đã có 10 nhà máy sản xuất tại địa phương để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tại 75 quốc gia, với 8.000 salon tại Ý và 45.000 salon trên khắp thế giới. Framesi tự hào sở hữu hệ thống 120 sản phẩm đáp ứng nhu cầu về tóc. Tuy nhiên, màu nhuộm lại là một trong những thế mạnh và làm nên thành công của Framesi toàn cầu. Sự kiện diễn ra đã thu hút hơn 150 nhà tạo mẫu trên toàn quốc cùng khách mời đang sử dụng và yêu thích sản phẩm nhiều hơn nữa. Đặc biệt, trong lễ ra mắt thương hiệu lần này, khách mời đã có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập màu nhuộm xuân hè 2014 của Framesi do chuyên gia Ý và nhà tạo mẫu Việt Nam sáng tạo. Là người làm trong lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều show trình diễn tóc lớn trong và ngoài nước, cựu người mẫu Thúy Hằng, người mẫu vedette trong bộ sưu tập cũng đánh giá cao màu nhuộm của Framesi. Bởi những màu sắc này không chỉ tươi sáng mà còn giúp chị trẻ trung và thời trang hơn. Với những sản phẩm đa dạng, an toàn cho người tiêu dùng, Framesi chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn thành công của mình tại Việt Nam.